Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Và trong bản tin hôm nay thì chúng ta sẽ đến với rất nhiều adventure. Oh my god. Mến, với sự kiện ra mắt bộ phim bom tấn Avengers Endgame đang tới gần thì Oppo cũng đã hợp tác cùng với Marvel Studio để tung ra một phiên bản giới hạn của chiếc Oppo F11 Pro với chủ đề là Avengers vào ngày 24 tháng 4 tới đây. Còn nhớ phần 3 của bộ phim Avengers năm ngoái thì Marvel cũng đã hợp tác cùng với OnePlus để cho ra mắt chiếc OnePlus 6 Marvel Avengers Edition. Và năm nay thì ngoài hợp tác với Oppo, Marvel cũng còn hợp tác cả với thương hiệu của Redmi đến từ Xiaomi nhằm ra mắt một phiên bản giới hạn khác của chiếc Redmi nào đó, nhiều khả năng có thể là Redmi Note 7 chẳng hạn. Về phía Oppo thì phiên bản giới hạn lần này sẽ có tên gọi đầy đủ là Oppo F11 Pro Marvel Avengers Limited Edition. Và phiên bản này vẫn sẽ được trang bị con chip Helio P70 đi kèm với RAM 6GB và sẽ chỉ có một phiên bản bộ nhớ duy nhất là 128GB, camera 48 và 5MP cùng với khẩu độ là f1.79 ở mặt lưng, một viên pin 4000mAh hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 3.0 và chạy sẵn trên nền tảng Android 9 Pie với giao diện ColorOS 6. Và cũng như nhiều phiên bản giới hạn trước đó thì chúng ta sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt về cấu hình đâu, còn thay đổi chủ yếu là sẽ đến từ phần thiết kế bên ngoài với logo Adventure ở mặt lưng, cũng như là bộ giao diện sẽ mang chủ đề về Adventure ở bên trong nữa. Tháng 5 tới đây có lẽ sẽ là thời điểm mà những người dùng smartphone mong đợi nhất, bởi đây là tháng mà sẽ có rất nhiều những chiếc smartphone hấp dẫn được ra mắt. Một số nhà sản xuất thì cũng đã xác nhận trong đó sẽ có Honor 20 Series, OnePlus 7 và Asus Zenfone 6. Và ngày hôm nay thì Google cũng đã chính thức xác nhận rằng một sự kiện Pixel tiếp theo sẽ được diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Được cho là sự kiện mà Google sẽ ra mắt hai chiếc smartphone Pixel tầm trung mới. Đó là Pixel 3a và Pixel 3a XL. Một thứ gì đó rất lớn sắp đến với vũ trụ của Pixel. Teaser mới nhất của Google thì cũng đã được tiết lộ. Tuy nhiên thì không có bất kỳ chi tiết, những thông tin nào liên quan đến hai chiếc smartphone này cả. Có thể là Google muốn giữ bí mật đến phút cuối, cũng có thể là không phải là tên gọi chính thức của bộ đôi smartphone Pixel tầm trung. Cũng có thể là Google sẽ ra mắt một thứ gì đó hoàn toàn khác. Và trang teaser của Google thì cũng đã công bố một đoạn video quảng cáo ngắn giữa Pixel 3 đã kết hợp cùng với Avengers Endgame. Trong một cuộc khảo sát ý kiến người dùng thì Nokia X71 trở thành chiếc smartphone tuyệt vời của không ít người dùng với tỷ lệ bỏ phiếu lên tới 48%. Với 14% còn lại đánh giá là X71 có giá tốt hơn Nokia 9 Preview, 19% lại cho rằng nó chưa có những tính năng mà họ cần, 18% lại khẳng định đây chưa phải là smartphone mà họ cần. Qua số lượng bỏ phiếu như trên thì X71 đã trở thành một thiết bị di động tầm trung rất đáng để sở hữu cho đến thời điểm hiện tại. Nokia X71 dự kiến sẽ bán ra toàn cầu vào thời gian sắp tới với tên gọi là Nokia 8.1 Plus. Phiên bản quốc tế nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý mạnh mẽ hơn là con chip Snapdragon 710 cùng với 4GB RAM. Còn đối với X71, thông thường máy sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 660, 6GB RAM. Và đây cũng là smartphone đầu tiên của HVD Global sở hữu camera selfie đục lỗ với độ phân giải là 16MP, cam chính với độ phân giải lên tới là 48MP. Và để đảm bảo giá thành thì máy không hỗ trợ chống rung quang học OIS. Và X71 vận hành trên nền tảng Android 9 Pie với giao diện Android One và hiện được bán ra với mức giá là 385 đô, tức là khoảng gần 9 triệu đồng. Hy vọng là với Nokia 8.1 Plus thì sẽ có mức giá không chênh lệch nhiều so với là X71. Và nếu được như vậy thì X71 thực sự sẽ là một đối thủ đáng gờm đối với các dòng máy Android tầm trung hiện nay. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau để qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.